Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều trong thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh Giái Hơi hàng ngày của chúng tôi. Nếu như những thông tin trong video này là bổ ích đối với quý vị và các bạn thì hãy cho mình xin một like ở video này. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi cập nhật Giái Hơi hàng ngày. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin giá heo hơi, hơi sáng ngày thứ tư, ngày 17 tháng 5 năm 2023. Quý vị và các bạn thân mến, giá heo hơi ở cả ba miền vẫn có xu hướng tăng, tuy nhiên chưa có ngưỡng giá mới. Mức giá cao nhất trong ngày hôm nay vẫn là 58.000 đồng trên 1 kg. Cũng trong ngày hôm nay, giá heo hơi của một số công ty chăn nuôi lớn cũng có xu hướng tăng. Đối với dòng siêu ma máu loại 1 ở công ty cổ phần chăn nuôi CP thuộc thị trường miền Bắc tăng lên mức 59,5.000 đồng trên 1 kg, tức là có thêm 1.000 đồng dòng heo hai máu cũng tăng thêm 1.000 đồng trên 1 kg và niêm yết mức giá 57,5 nghìn đồng trên 1 kg. Giá heo của các công ty chăn nuôi lớn như CP Việt Nam, CG hay Dabaco luôn đang neo ở mức cao, chính vì vậy mà giá heo hơi ở trong dân cũng đang ở mức cao. Mức 57 cho đến 57,5 nghìn đồng trên 1 kg đã xuất hiện ở nhiều địa phương thuộc khu vực Đồng bằng Bắc Bộ như Hưng Yên, Thái Bình hay là đối với tỉnh Quảng Ninh. Lắc đác có những địa phương đã chạm mốc 58.000 đồng trên 1 kg, nhưng chủ yếu ở những đàn heo đẹp mới có mức giá này. Bên cạnh đó, nhiều địa phương ở khu vực Trung Du và miền núi có đàn heo lớn, đặc biệt là khu vực Phú Thọ hay là đối với Thái Nguyên, Bắc Giang và tỉnh Tuyên Quang. Trong ngày hôm nay, phổ biến mức giá từ 54 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Các tỉnh ở khu vực Tây Bắc trong ngày hôm nay, giá heo hơi cũng tăng thêm 1.000 đồng trên 1 kg đặc biệt khu vực Lai Châu và Điện Biên, nhiều nơi có mức giá 56 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Bình quân các tỉnh ở khu vực Tây Bắc trong ngày hôm nay đạt từ 54 cho đến 57.000 đồng. Ghi nhận một số địa phương ở khu vực Đông Bắc như Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, nhiều nơi cũng có mức giá 56 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Lào Cai và Yên Bái trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 54 cho đến 57.000 đồng. Mức giá cao nhất từ đầu năm cho đến nay. Các tỉnh ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên trong ngày hôm nay cũng có sự biến động nhẹ, xu hướng tăng vẫn là xu hướng chủ đạo ở các tỉnh thuộc khu vực này. Đặc biệt là một số địa phương ở khu vực Bắc Trung Bộ như Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Trong ngày hôm nay, các địa phương này phổ biến mức giá từ 53 cho đến 57.000 đồng trên 1kg. Huế có mức giá 53 cho đến 55.000 đồng. Tại khu vực miền Nam Trung Bộ, mức bình quân từ 53 cho đến 57.000 đồng và phổ biến ở nhiều địa phương như Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi kéo dài cho đến Phú Yên và Khánh Hòa. Cục bộ có những địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã xuất hiện mức giá 58.000 đồng trên 1 kg ở khu vực này. Tây Nguyên trong ngày hôm nay cũng duy trì mức giá cao, đặc biệt khu vực Lâm Đồng nhiều nơi báo giá 55 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Đắk Lắk cũng có mức giá tương tự, Gia Lai, Kon Tum vẫn duy trì mức giá cao từ 53 cho đến 56.000 đồng tùy thuộc vào từng địa phương. Theo một số đầu mối, trong ngày hôm nay, một số doanh nghiệp chăn nuôi lớn sẽ tiếp tục điều chỉnh giá heo thịt bán ra thêm 1.000 đồng trên 1 kg. Heo bà máu của các doanh nghiệp thuộc thị trường miền Nam trong ngày hôm nay cao nhất đã đạt 59,5.000 đồng, đây cũng là mức giá cao nhất trên thị trường. Giá heo hơi ở trong dân vẫn duy trì mức giá cao, đặc biệt một số địa phương ở khu vực miền Đông Nam Bộ như Đồng Nai hay là đối với bà Điệp Vũng Tàu. Mức giá 55 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg phổ biến nhiều hơn. Ghi nhận trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có mức giá 56.000 đồng trên 1 kg như khu Vĩnh Cửu, nhiều hộ chăn nuôi vẫn đang báo giá như vậy. Bình Dương, Bình Phước và Tây Ninh cũng phổ biến mức giá từ 54 cho đến 55.000 đồng. Còn đối với các tỉnh ở thị trường miền Tây Nam Bộ, mức giá 53 cho đến 57.000 đồng phổ biến nhiều hơn. Trên địa bàn Sóc Trăng, Vĩnh Long hay là đối với cuộc Bến Tre trong ngày hôm nay, khẩu chăn nuôi báo giá bình quân từ 54 cho đến 57.000 đồng. Thậm chí khu vực An Giang trong ngày hôm nay, một số hộ chăn nuôi báo giá ở huyện An Phú có mức giá từ 56 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg, cao nhất toàn khu vực miền Tây Nam Bộ. Và chi tiết hơn theo ghi nhận, giá heo hơi trong ngày hôm nay được cập nhật mới nhất ở các địa phương trên phạm vi cả nước như sau. Trước hết đó là đối với các tỉnh ở thị trường miền Bắc, Hà Nội có mức giá bình quân từ 53 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Các huyện ngoại thành trên địa bàn thành phố Hà Nội như Ba Vì báo giá 54 cho đến 55.000 đồng. Cục Đan Phượng trong ngày hôm nay dòng siêu ba máu loại 1 báo giá lên đến 56.000 đồng trên 1 kg. Hưng Yên bình quân từ 54 cho đến 57.000 đồng. Ở huyện Khói Châu của tỉnh Hưng Yên có mức giá 56.000 đồng trên 1 kg. Thái Bình đạt mức giá 54 cho đến 57.000 đồng. Ghi nhận một số hộ chăn nuôi báo giá cục đông hưng của tỉnh Thái Bình trong ngày hôm nay đạt bình quân từ 55 cho đến 56.000 đồng. Đây là giá bắt tại cửa chuồng các bạn nhé, đối với dòng siêu ba máu. Hải Dương 54 cho đến 57.000 đồng. Hà Nam trong ngày hôm nay có mức giá 53 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Ghi nhận cuộc thanh liêm của tỉnh Hà Nam, hộ chăn nuôi bắt với mức giá bình quân từ 55.000 đồng. Quảng Ninh 54 cho đến 58.000 đồng. Hải Phòng trong ngày hôm nay có mức giá 55 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 53 cho đến 56.000 đồng. Ghi nhận một số hộ chăn nuôi báo giá hục yên mô của tỉnh Ninh Bình trong ngày hôm nay có mức giá 55.000 đồng. Hục yên khánh có mức giá 56.000 đồng trên 1 kg. Nam Định trong ngày hôm nay cũng duy trì mức giá cao từ 53 cho đến 56.000 đồng ở huyện Ý Yên của tỉnh Nam Định trong ngày hôm nay các hộ chăn nuôi báo giá 56.000 đồng trên 1 kg. Phú Thọ có mức giá bình quân từ 53 cho đến 57.000 đồng. Khu Thanh Sơn, Thanh Thủy của tỉnh Phú Thọ dòng siêu ba máu loại 1 trong ngày hôm nay có mức bình quân từ 55 cho đến 57.000 đồng. Vĩnh Phúc cũng duy trì mức giá cao và trong ngày hôm nay tiếp tục có xuống tăng thêm 1.000 đồng trên 1 kg và ở mức 53 cho đến 57.000 đồng. Đa phần các hộ chăn nuôi báo giá khu vực Tam Dương, Tam Đảo của tỉnh Vĩnh Phúc có mức bình quân từ 54 cho đến 56.000 đồng. Thái Nguyên phổ biến mức giá 54 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Khu Đại Từ của tỉnh Thái Nguyên phổ biến mức giá 55 cho đến 56.000 đồng. Bắc Giang 55 cho đến 57.000 đồng là cao nhất. Trong khi đó, một số địa phương ở cục phía Đông Bắc như Lạng Sơn 54 cho đến 57.000 đồng. Khu Cao Lộc nhiều hộ chăn nuôi báo giá 55.000 đồng trong ngày hôm nay. Tuyên Quang có mức giá bình quân từ 53 cho đến 56.000 đồng. Khu vực Cao Bằng trong ngày hôm nay 54 cho đến 57.000 đồng. Bắc Cạn cũng có mức giá 56.000 đồng trên 1 kg trong ngày hôm nay. Yên Bái phổ biến mức giá 54 cho đến 56.000 đồng. Khu vực Bảo Thắng của tỉnh Lào Cai trong ngày hôm nay nhộ chăn nuôi báo giá 55 cho đến 56.000 đồng. Trong khi đó, Lai Châu và Điện Biên phổ biến mức giá 54 cho đến 58.000 đồng. Sơn La trong ngày hôm nay cũng có mức giá 53 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, Hòa Bình 53 cho đến 56.000 đồng. Nhộ chăn nuôi báo giá cục lạc thủy của khu vực Hòa Bình có mức giá bình quân từ 54 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Một số địa phương ở khu vực miền Trung trong ngày hôm nay cũng có xu hướng tăng khi nhận thanh hóa có mức giá 53 cho đến 57.000 đồng. Nghệ An trong ngày hôm nay bình quân từ 53 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Hà Tĩnh có mức giá 53 cho đến 55.000 đồng. Quảng Bình, Quảng Trị phổ biến mức giá 52 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Huế có mức giá 53 cho đến 54.000 đồng. Trong khi đó một số địa phương ở khu vực miền Nam Trung Bộ như Đà Nẵng, Quảng Nam có mức giá 54 cho đến 56.000 đồng. Quảng Ngãi phổ biến mức giá 53 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Các địa phương khác như Bình Định, Phú Yên có mức giá bình quân từ 53 cho đến 55.000 đồng. Khánh Hòa phối với mức giá 53 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó hai địa phương là Ninh Thuận và tỉnh Bình Thuận bình quân từ 52 cho đến 55.000 đồng. Ghi nhận một số địa phương ở cục Tây Nguyên như Lâm Đồng bình quân trong ngày hôm nay đạt 53 cho đến 56.000 đồng, Đắk Lắk 55.000 đồng trên 1 kg. Đắk Nông phổ biến mức giá từ 53 cho đến 54.000 đồng, trong khi đó Gia Lai và Con Tum cũng đã chạm mốc 55.000 đồng trong ngày hôm nay. Đối với các tỉnh ở thị trường miền Nam ghi nhận, Đồng Nai phổ biến mức giá từ 54 cho đến 57.000 đồng, thành phố Hồ Chí Minh có mức giá bình quân 54 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Và Thị Vũng Tàu 53 cho đến 57.000 đồng. Bình Dương, Bình Phước và Tây Ninh 53 cho đến 56.000 đồng. Trong khi đó, một số địa phương ở thị trường miền Tây Nam Bộ như Long An có mức giá 54 cho đến 57.000 đồng. Khuộc Tiền Giang trong ngày hôm nay 53 cho đến 56.000 đồng. Biến Trè cũng đã đạt mức giá 54 cho đến 56.000 đồng trong ngày hôm nay. Trà Vinh 53 cho đến 56.000 đồng. Hai địa phương đó là Bạc Liêu và tỉnh Sóc Trăng cũng đạt mức giá 53 cho đến 56.000 đồng trong ngày hôm nay. Vĩnh Long 53 cho đến 56.000 đồng, An Giang trong ngày hôm nay bình quân 53 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Cần Thơ và Đồng Tháp 53 cho đến 58.000 đồng. Kiên Giang theo ghi nhận mức giá 53 cho đến 56.000 đồng phổ biến ở trên địa bàn tỉnh này. Cà Mau 53 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Và đó là những thông tin cuối cùng trong bản tin giá heo hơi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi.